thức gì, biết được cái loại trà này sớm hơn thì đã không mệt mỏi vì vấn đề về mất ngủ, gan thận cũng khỏe lên. Đây là một cái phản hồi của một bác ở dưới xuôi. Bác ấy đã mất ngủ rất là nhiều năm và em hướng dẫn cho bác cái cách làm như thế này rất là đơn giản, từ một loại lá ở ngoài vườn. Vậy thì bây giờ hãy cùng em xem ngay video nhá. Em may mắn được thừa hưởng nền y học cổ truyền từ gia đình và học hỏi được rất là nhiều bài thuốc cổ phương quý báu ở trên Tây Bắc em. Cho nên là Kha Hạnh rất là thích trồng những cái vị thuốc ở quanh nhà như thế này, dùng để điều trị các bệnh thông thường, vô cùng tiện lợi và tiết kiệm nha các bác. Ví dụ như là cái cây đinh lăng này, cây này rất là dễ trồng này, các bác có thể ăn như là ăn rau sống, làm gỏi hoặc là pha trà rất là ngon, lại rất là tốt cho sức khỏe. Và chúng em thường ví von như là đây chính là nhân sâm của người nghèo nữa đấy. Biết cô rất là lâu và nghe cô chia sẻ là hay bị thường xuyên mất ngủ khiến cơ thể mệt mỏi này, cảm giác già đi rất là nhanh so với tuổi, kéo theo ống vặt nhiều thứ nên em đã chỉ cách dân gian nên là áp dụng rất là hiệu quả thì đã nghe cô phản hồi rồi đấy. Đầu tiên để làm được cái này thì nó rất là đơn giản thôi các bác ạ. Hãy hái lên một nắm lá đinh lăng tươi và một nắm lá bông nem. Chọn những loại lá không quá già và không bị sâu úa nha. Chuẩn bị thêm một vài nhánh nghệ tươi nữa, rửa thật sạch. Các bác cứ để nguyên vỏ cắt lát, sau đó cho khoảng 2 lít nước nấu cùng, để khoảng 15 phút từ lúc nước sôi là được. Mà thật ra dù có uống tiểu hay là bia hay không thì lâu lâu các bác cũng nên thanh lọc gan, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể để cơ thể mình khỏe mạnh hơn các bác nha. Cái cây đinh lăng này ấy, thì theo như các nhà khoa học người ta đã nghiên cứu ra, nó có 8 loại saponin tương tự như là nhân sâm, 20 loại axit amin cần thiết cho cơ thể, các vitamin nhóm B có thể cải thiện tình trạng mất ngủ, căng thẳng thần kinh kéo dài. Trà này có thể để tủ lạnh thì uống thay nước lọc hàng ngày rất là tốt đấy ạ. Ai mà bị mất ngủ hoặc là muốn thanh lọc gan thì hãy lưu lấy cái công thức này và nấu uống hàng ngày nha các bác. Rất là thơm, dễ uống. Chúc các bác làm thành công nha.